Vừa qua tại Trung tâm Văn hóa Mandapa, đông đảo khán giả Pháp và Việt Nam đã được xem một buổi hòa nhạc đặc biệt kết hợp giữa nhạc cụ cổ truyền dân tộc Việt Nam và đàn dương cầm. Sự kiện nằm trong chương trình hộ chiếu đến Việt Nam trong mùa văn hóa 2018-2019 được Trung tâm Văn hóa Mandapa tổ chức với sự tham gia của hai nữ nghệ sĩ Pháp gốc Việt là Hồ Thụy Trang và Nguyễn Thanh Tần chơi đàn dương cầm. Tại buổi biểu diễn, hai nữ nghệ sĩ gốc Việt đã tặng cho khán giả những màn độc tấu và hòa tấu tuyệt vời với những bài dân ca Việt Nam như Hoa Thơm Bướm Lượn, Hái Hoa, Xe Chỉ Đồn Kim, Lý Con Sáo, Lý Ngựa Ô với phần soạn nhạc của nhạc sĩ Lê Văn Khoa. Không ít khán giả Việt đã rất tự hào với sự kết hợp này. Khi mà vào khán phòng rồi được nghe, nhất là ban đầu là đàn bầu và đàn piano thì cái cảm giác rất là lạ. Nghe gọi là tôi giống như là nín thở luôn để mà nghe. Rồi cái trong đó có một cái lòng tự hào dân tộc, cái gọi là tự hào về quê hương mình nó nổi dậy, vì là một cái nhạc cụ rất là gọi là sang trọng cũng như là tây phương như là đàn piano, mà tự nhiên là một cái nhạc cụ dân gian của mình, lúc là cái giá trị coi như là không còn mà phân biệt về văn hóa gì nữa, cái giá trị âm nhạc chỉ có âm nhạc và văn hóa nó hòa chung với nhau. Tôi bạn của Trang đã rất lâu, từ hồi còn bé ở trường Quốc gia âm nhạc và kịch nghệ Sài Gòn, coi như là 40 năm, bây giờ gặp lại Trang, thành ra hai đứa tôi quyết định là tổ chức một buổi hòa nhạc để kỷ niệm 40 năm gặp lại. Đã gặp lại được bạn cũ và như vậy là mình cũng một phần là mình cố gắng là để tiến bộ thêm về trong âm nhạc, tại vì từ lúc qua Pháp đến mình không có còn làm về âm nhạc như Trang nữa. Sang định cư ở Pháp, thế nhưng nghệ sĩ Hồ Thụy Trang vẫn tiếp tục môn âm nhạc truyền thống. Chị đã thành lập ban nhạc tiếng tơ đồng tại Pháp, chuyên biểu diễn các loại nhạc cụ dân tộc Việt Nam và hiện cũng là một trong những nghệ sĩ Việt Nam hiếm hoi được chính phủ Pháp công nhận là giáo sư giảng dạy môn nhạc cổ truyền Việt Nam tại Pháp. Những hình ảnh và âm thanh độc đáo của nhạc cụ cổ truyền Việt Nam tại Pháp vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Người Việt Bốn Phương của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị có thể xem lại các chương trình của Ban truyền hình đối ngoại Đài truyền hình Việt Nam trên kênh YouTube VTV For Go hoặc trên ứng dụng nền tảng số VTV Go. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.